Xin chào quý bạn, tôi đang đứng cạnh một mẫu xe vừa mới xuất hiện cách đây khoảng 1 tiếng đồng hồ. Đó chính là Honda Brio, một chiếc xe hạng A cỡ nhỏ đến từ Honda và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Có thể nói mẫu xe hạng A này cũng sẽ làm cho cái phân khúc xe cỡ nhỏ tại Việt Nam nó dần trở nên sôi động với sự góp mặt của rất nhiều các thương hiệu như là Hyundai i10, Kia Morning, Toyota Wigo, VinFast Fadin và Suzuki Celerio. Cùng với đó, Honda Brio cũng đã chính thức gia nhập. Phiên bản đứng cạnh tôi đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng Brio, Brio RS phiên bản thể thao, có mức giá niêm yết là 452 triệu. Mức giá này có thể bị đánh giá là khá cao một chút so với thị trường chung. Tuy nhiên, thì một lát nữa chúng ta sẽ thử tìm hiểu xem 452 triệu này có thật sự xứng đáng hay không với cái mẫu xe hạng A như thế này. Như thường lệ, đầu tiên thì chúng ta sẽ quanh một chút vòng quanh xe đi. Và điểm tôi ấn tượng đầu tiên ấy, các bạn hãy nhìn lên phần giá nóc của xe. Phần giá nóc này này, chúng ta sẽ có một cái giá nóc được sơn đen hoàn toàn. Nó rất giống như những cái giá nóc mà chúng ta dán ở bên ngoài, được gọi là giá nóc panorama. Cái này kết hợp với màu sơn trắng của phiên bản thể thao tạo chiếc xe có một sự mạnh mẽ và khỏe khoắn hơn khá nhiều so với các đối thủ còn lại. Ở phần đầu xe, điểm tôi thích thú nhất ở cái phần đầu xe này chính là toàn bộ cái phần lưới tản nhiệt này này. Nó được sơn màu đen hết, đen bóng, và có cái logo RS gắn ở đây. Tuy nhiên có một điều đáng nói về cái bộ đèn này, nó khiến tôi hơi thất vọng một chút. Như bạn đang quan sát này, đây chúng ta sẽ có một cái giải đèn. Đây tôi sẽ mở ngay bây giờ cho các bạn xem. Đây phần cụm đèn này các bạn nhìn này. Nhìn sơ sơ thì tưởng là đèn LED ban ngày, tuy nhiên thì cơ cấu hoạt động nó khác hoàn toàn và nó không được coi là đèn LED ban ngày. Cái đèn LED ban ngày ấy, nó chỉ được coi là đèn LED ban ngày khi mà chúng ta nổ máy hạ phanh tay cái đèn này sẽ sáng. Còn ở trên Toyota Wigo và Honda Brio thì cái đèn này thực tế nó chỉ là cái đèn demi định vị thôi, các bạn sẽ có công tắc để vặn để xoay. Tuy nhiên thì nó cũng tạo một cái hiệu ứng khá là ấn tượng. Có cái điểm đáng tiếc đôi chút là cái đèn này nó vẫn sử dụng cái đèn halogen phản xạ đa hướng, và ở đây thì chúng ta thấy nó sẽ là một cái đèn bi halogen, nó không phải là bi cầu các bạn nhé. Nếu mà bi cầu thì người ta sẽ gọi là halogen projector, còn ở đây nó là đèn bi halogen, bởi vì bóng phốt và bóng pha sẽ chung một bóng, chúng ta sẽ không được tách đôi ở đây đâu. Đó, đây chính là cái đèn halogen phản xạ đa hướng dạng thường, và đây là cái điểm mà tôi không thích lắm ở phần đầu xe. Còn lại một số các vị trí khác, ví dụ như cái đường gân vuốt ở đây hoặc là cái cụm đèn sương mù này, nó cũng khá là ấn tượng và thể thao. Đó là về phần đầu xe. Chúng ta sẽ trải nghiệm nhanh một chút về cái phần thân xe đi. Ở cái phần thân xe này, như các bạn đã quan sát, la răng 15 inch và cái thông số lốp của cái bộ la răng này thì nó cũng đã vượt trội hơn so với các đối thủ còn lại khi hầu hết chỉ sử dụng cái la răng 14 inch thôi. Cá biệt là VinFast Fadin là sẽ sử dụng la răng 15 inch. Phần gương. Ở phần gương chiếu hậu này, chúng ta sẽ có một chiếc gương chiếu hậu chỉnh điện, cụp điện, tích hợp cái xi nhan báo rẽ. Đây tôi mở xi nhan luôn cho các bạn xem này. Đó, chúng ta sẽ có một cái xi nhan LED trên gương như này, cũng rất dễ là quan sát trong trường hợp mà các bạn có dấu hiệu chuyển làn. Ở phần hông xe này, tay nắm cửa được sơn cùng màu thân xe, nó khá là chắc chắn. Tuy nhiên ấy, thì nó không có chìa khóa thông minh, do đó nó không có cái nút bấm hỗ trợ mở cửa thông minh. Ở đây nó có một chút ít nữa. Cái phiên bản RS bản thể thao này, chúng ta sẽ có một cái cản ở bên hông xe, một bộ quay bên hông xe, body kit. Nó tạo chiếc xe khỏe khoắn hơn và hầm hố hơn. Ở phần hông xe này thì thật sự nó không có quá nhiều điểm ấn tượng của cái mẫu Brio này so với các phiên bản khác, các thương hiệu khác. Có một phần tôi rất thích, nó nằm ở phần đèn hậu và phần cốp. Thì bây giờ chúng ta sẽ di chuyển ở phía sau. Ở phần hông xe này, đầu tiên ở phiên bản RS chúng ta sẽ có một cánh hướng gió sau như thế này, kết hợp với đèn báo phanh nhiên cao giúp cho phía sau dễ quan sát hơn trong trường hợp mà chúng ta phanh khẩn cấp. Gạt mưa thì dĩ nhiên vẫn có rồi, Brio tên xe. Và ở cái cụm đèn này này thì Brio đang tỏ ra thua kém đôi chút so với các đối thủ còn lại như là Fadin hay là Wigo, khi mà toàn bộ cái hệ thống đèn sau này, cái cụm đèn sau thiết kế rất đẹp nhưng nó chỉ là đèn halogen các bạn nhé. Cái giải mà các bạn đang nhìn thấy này, thực tế nó chỉ là giải LED thôi, nó không phải là đèn LED đâu. Phía dưới này, cản sau của phiên bản thể thao sẽ có một tấm ốp nhựa đen như thế này, nó kết hợp cùng với cái bộ quay ở bên hông xe ấy. Nó được gọi là một bộ body kit thể thao.
Nhưng mà có điểm đáng nói ở phần phía sau này là chúng ta sẽ không có bất kỳ một cái dấu hiệu nào hỗ trợ lùi như là cảm biến hay camera lùi cả. Và đây là điểm mà Brio thật sự thua kém. Nhưng chúng ta sẽ có một điểm kéo lại, đó chính là phần cốp. Ở đây nó có một cái tay mở cửa được thiết kế rất sâu xuống dưới này. Cái này thì nó giấu kín, đẹp. Nhưng mà khi mà các bạn hình dung nước mưa nó róc thì đây sẽ là điểm cuối cùng mà chúng ta tiếp xúc. Nên là sẽ không thể tránh được cái trường hợp mà chúng ta bẩn tay khi mở cái cúp này. Có một lẫy mở, có hai trợ lực thôi và dĩ nhiên vẫn là cốp cơ rồi. Nhưng mà các bạn nhìn này, cốp sau của chiếc xe này nó rất là rộng luôn. Có lẽ là nó sâu nhất và rộng nhất trong tất cả các xe hạng A mà có mặt trên thị trường, kể cả là Hyundai i10 hay là VinFast Fadin. Toyota Wigo thì không nói làm gì rồi đấy. Xe nó hơi ngắn một chút, cốp thì nó rộng đấy nhưng mà nó không được sâu. Còn lại Brio đáp ứng đủ tất cả các yếu tố sâu, rộng. Có một điều đáng nói, như các bạn đang nhìn đây, cái phần ngang này, chiều ngang của Brio là lớn nhất trong cái phần cúp hạng A này luôn. Điều này sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều trong cái việc bố trí một cái khoảng không gian ngồi rộng rãi ở phía trong xe. Còn bây giờ thì tôi mời các bạn vào trong xe, chúng ta hãy cùng trải nghiệm đôi chút về cái nội thất tiện nghi của chiếc Brio phiên bản cao cấp nhất này, nó có gì đặc biệt. Bao lại cũng được. Tôi đang ngồi trên hàng ghế thứ hai của Brio và cảm giác đầu tiên tôi nhận được đó chính là cái sự thoải mái. Trần xe rất là rộng, cao và có lẽ là nó sẽ thoáng nhất cái phân khúc hạng A này. Khoảng để chân đầu gối, một gang tay rất là thoải mái. Trong khi đó là cái hàng ghế trên này tôi còn đang để ngả. Một lát nữa thì lên trên một chút để xem cái khoang cabin như thế nào. Còn một chiếc xe hạng A thì các bạn sẽ không thể đòi hỏi một số tiêu chí, ví dụ như là cửa gió điều hòa sau, chắc chắn chúng ta không có rồi. Kệ tí tay phía sau cũng không có. Bù lại thì cái ghế này mặc dù chỉ là bọc nỉ thôi, nhưng mà chúng ta sẽ gập 60-40 được để gia tăng cái diện tích chứa đồ của khoang hành lý. Bây giờ chúng ta lên khoang cabin một chút, nơi mà tập trung tất cả những gì người lái và những người sử dụng xe thường xuyên sẽ tiếp xúc với mẫu Brio này, xem nó có đủ thật sự hấp dẫn đối với một chiếc xe hạng A có giá bán khoảng 450 triệu hay không. Xin mời các bạn. Tôi đang có mặt tại vị trí lái của chiếc Brio và như thường lệ thì bên tay trái tôi sẽ được bố trí đầy đủ tất cả các nút bấm liên quan đến việc hạ kính này, bốn kính đều là kính điện rồi. Chốt cửa trung tâm, chốt kính, điều chỉnh gương điện và đặc biệt là chiếc xe này còn được hỗ trợ cả gương cụp điện luôn. Đây chính là phím cụp điện dành cho gương. Đó, tổng thể của chiếc VinFast này, của chiếc Brio này. Đầu tiên đó chính là cái ghế ngồi này. Thì như các bạn vừa quan sát rồi, xe được trang bị là ghế nỉ. Tôi không thể bóc được hết những cái lớp ni lông này ra được vì đây là một chiếc xe mới tinh và rất may mắn thì chúng tôi mới mượn được thôi. Ghế chỉnh cơ. Và có một cái điểm mà tôi thấy nó khá giống nhau giữa các mẫu xe Nhật, đó chính là cái ghế này này. Nó giống như Wigo thôi, nó cũng chỉ được điều chỉnh hai hướng, tiến lùi này và ngả lưng thôi. Đó. Chúng ta sẽ không có một cái thiết bị bơm hơi ở đây nhá. Do đó là các bạn sẽ không thể có đệm lưng hoặc là nâng cao ghế đâu. Đó là một điểm mà Wigo và Brio hơi đuối hơn so với các đối thủ còn lại. Bù lại thì chúng ta có gì? Một chiếc tay lái chất liệu giả da urethan khá mềm và tích hợp đầy đủ tất cả các nút bấm. Bên cạnh cái vô lăng này thì tôi sẽ có một cái cửa gió điều hòa, nó thiết kế khá là đẹp. Và đây thì tôi cũng đang chưa hiểu là tại sao ở vị trí này này Honda người ta lại sơn cái màu, có thể nói là cái màu nâu sần như thế này. Cá nhân tôi thì tôi thích một cái màu mạ bạc hoặc mạ chrome hơn. Nhưng mà như các bạn thấy trên rất nhiều cái xe của Honda thì cái màu tông màu này được sử dụng rất nhiều, nhìn nó cũng sang ấy. Nhưng mà cá nhân tôi thì tôi không thích lắm ở một cái mẫu xe thể thao nhỏ như thế này. Ở vị trí này chúng ta tất cả đều là các nút chờ thôi. Các bạn có thể thay thế này, vị trí start stop khởi động thông minh ở đây, các vị trí cụp gương hoặc là chế thêm các thiết bị khác ở tại tất cả các vị trí chờ này thì Honda cũng đã dành sẵn. Và đặc biệt này, ở đây chúng ta có thêm một cái khay nhỏ để có thể các bạn có thể để điện thoại ở vị trí này, cũng rất là tiện lợi. Chúng ta ngó qua một chút về cái màn hình. Đây là cái màn hình đa thông tin trên mẫu Wigo này, màn hình trung tâm. Các bạn thấy cái logo RS đã xuất hiện này. Đó, nhưng mà các bạn nhìn này, nó có cái gì đó khá giống với lại Wigo đấy. Chia 3 vùng đồng hồ đơn sắc kết hợp giữa tông màu đỏ và trắng. Ở đây nó có một cái công tắc này, các bạn đang có nhìn thấy không ạ? Nó hơi tối một chút, nhưng mà đây các bạn thấy đây. Cái này để điều chỉnh các thông số trên màn hình, nhưng mà Brio nó thiết kế hơi thô một chút.
Rồi không sao, chúng ta qua một chút về cái hệ thống giải trí xem cái xe này nó có gì nào. Ở cái phần màn hình trung tâm này, chúng ta như thường lệ thôi, có hai cửa gió điều hòa phía trên, xe nào cũng vậy, không trên thì dưới. Ở chỗ này sẽ có một màn hình trung tâm. Nhưng mà thật sự thì cái màn hình trung tâm của cái phiên bản Brio này, cá nhân tôi đánh giá nó khá đơn điệu. Mặc dù có thể cái màn hình này cho một cái chất lượng rất là tốt, nó kết hợp được cả cái Apple CarPlay, nhưng mà chưa có Android Auto nhá. Nếu xét trên phương diện màn hình thì hiện tại Fadin là tốt nhất, sau đó sẽ đến Hyundai i10. Còn thật sự chất lượng này tôi nghĩ nó cũng ở mức độ trung bình thôi. Xe sẽ không được trang bị sẵn dẫn đường. Tuy nhiên là nếu có Apple CarPlay thì bạn hoàn toàn có sử dụng Google Maps mà sau khi đã kết nối, nên cái đó nó không thành vấn đề. Chỉ có cái các bạn nhìn này nó tông màu nó hơi lệch lạc, nó không đồng nhất giữa các vị trí này với nhau. Mà có một điểm về cái phần điều hòa này cũng khá là đáng khen, nhưng mà cũng chưa thật sự hoàn hảo. Chúng ta sẽ có một cái điều hòa chỉnh cơ thôi, nhưng mà tất cả những cái phím bấm này lúc đầu tiên tạo cho tôi một cảm giác tôi nghĩ nó là điều hòa tự động, nhưng mà sau khi soi lại thì thật sự nó chỉ là điều hòa chỉnh cơ thôi. Mà nó có một cái này, các bạn nhìn này, ở đây nó vẫn còn một cái giữ lại một cái gì đó rất là xe Nhật, đó chính là cái phần gạt để đổi cái lấy gió trong gió ngoài, rất giống và thật sự là rất tinh thần Nhật ở những cái thiết kế như thế này. Lùi xuống phía dưới này một chút này, nếu mà đơn thuần các bạn chỉ nhìn cái phần yên ngựa này thôi nhá, tôi nghĩ rất nhiều người đang liên tưởng đến Toyota Wigo. Nó giống nhau đến một cách kỳ lạ. Hai khay để cốc, tất cả đều bằng nhựa cứng, hạ rất thấp trọng tâm của cái yên ngựa. Đó, nhưng mà ở đây chúng ta nhìn thấy thật sự là cái tay nắm cần số thì ok là không vấn đề gì, nhưng mà cái chỗ này thiết kế xấu quá, thật sự là rất xấu. Phanh tay, dĩ nhiên rồi, vẫn phanh tay cơ thôi. Đó, đi kèm với thiết bị giải trí trên cái mẫu xe này thì chúng ta sẽ có một cái màn hình DVD này, và đi kèm với 6 loa. Chất lượng của loa thì thật sự là tôi không để test cho các bạn được vì nó liên quan đến vấn đề bản quyền về âm nhạc. Về tính năng an toàn trên mẫu Honda Brio này thì nó cũng ở mức độ tương đồng thôi, chưa thể đạt đến tầm của VinFast Fadin được. Xe sẽ được trang bị 4 phanh ABS dành cho cả 4 bánh, hệ thống phanh điện tử EBD, 2 túi khí dành cho tài xế và hành khách phía trước. Xe thì cũng chưa được trang bị cân bằng điện tử. Tính cho đến thời điểm hiện tại thì VinFast Fadin chính là mẫu xe có thể nói là an toàn nhất ở phân khúc A tại Việt Nam, khi xe được trang bị cân bằng điện tử và 6 túi khí. Còn lại hầu hết các mẫu xe hạng A như là Wigo, i10, Brio, Celerio của Suzuki, tất cả đều trang bị 2 túi khí. Đó là điều chúng ta hoàn toàn có thể nói là dùng từ đánh đổi ở một mẫu xe giá rẻ như thế này. Rồi, còn bây giờ về phần giá bán, tôi sẽ nói qua một chút về giá bán và khuyến mại của Honda trong thời điểm hiện tại. Với cái phiên bản này, niêm yết là 452 triệu và chúng ta sẽ được khuyến mại một số cái có thể nói là hỗ trợ người dùng một chút, ví dụ như 1 năm bảo hiểm thân vỏ hoặc là tặng thêm phụ kiện. Mọi thông tin chi tiết về cái mẫu xe Honda Brio này cũng như là đặt lịch lái thử, các bạn vui lòng liên hệ với số hotline tôi đã gắn kèm trên video để có cái thông tin chính xác nhất về Brio. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.